Trung tâm điện tử Ảnh Phường xin vui mừng chào đón các bác. Những cánh hoa đào này bắt đầu hé nở các bác này. Ảnh Phường có cả hoa đào về mùa đông này. Sắp sửa Tết đến nơi các bác. Chưa làm được gì mà chưa sắm được gì thì bây giờ đã chuẩn bị Tết rồi. Ảnh Phường có hoa đào sớm để chơi đây các bác. Có bác nào có hoa đào chưa? Đấy. Nhà em bắt đầu là chơi hoa đào từ bây giờ trở đi này. Nào. Chơi hoa đào từ bây giờ trở đi. Hôm nay thì anh Phương đang được đón anh em đến với trung tâm điện tử Anh Phương để test đôi hoa như mới. Đó chính là cặp hoa 835. Đây là một trong những cặp hoa hàng tuyển dành cho những bác thực sự là yêu cầu cao. Và nó là dòng hoa ba đường tiếng. Nghe đôi hoa ba đường tiếng nó vẫn phê. Nó đi vào lòng người các bác. Lời ca sĩ non nên miền Trung vẫn thương trọn đời. Cực kỳ xuất sắc. Tiếng bát đầy đặn khi mà sử dụng một bát 40. Thùng vách thì cực đẹp. Giải lời của ca sĩ được thể hiện ở cặp loa chung. Và tiếng tép này biến sáng. Đó chính là cặp loa Bell 835. Cắm thẳng đấy, không qua lọc, không qua vang, không qua gì cả, cắm thẳng đẩy luôn, cắm thẳng đẩy, tắt đẩy, nói chung là loa xịn thì đánh đâu cũng được, mà mới quá, mới kinh khủng, trùng nó vàng ung, hàng để đến với trung tâm điện tử Anh Phương các bác tuyển được những đôi hàng nó như mới, tất cả thùng vách mứt. Bây giờ bác ấy có con cá sấu tạm thời. Chứ cá sấu. Cho rồi. Sau này bác còn lên con cờ rao. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như các bạn tình ơi. Dù cho anh này xa rồi miền Trung vẫn thương trọn đời. Dàn máy chưa hay, các bác đầu tư cho em con crown này. Lấy cả một đôi dây nữa.